Cứ lấy nấm lá hẹ nấu cùng với thứ này, khỏi ngay 10 bệnh, ngủ ngon đến sáng, gan thận hồi sinh. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Handmade VN. Quý vị thân mến, có rất nhiều loại thực phẩm từ thiên nhiên có thể sử dụng như vị thuốc hàng ngày để giúp cơ thể tận dụng được khả năng tự duy trì và tự tái lập, để điều chỉnh mọi sự rối loạn hay tổn thương, để cơ thể trở về trạng thái bình thường. Theo nghiên cứu hiện đại, cây lá hẹ có chứa rất nhiều các chất dinh dưỡng có lợi, có thể mang lại nhiều công dụng hữu ích cho sức khỏe như cải thiện chức năng gan thận, cải thiện chất lượng giấc ngủ, trị bệnh tiểu đường, thậm chí ngăn ngừa bệnh ung thư. Nếu biết sử dụng lá hẹ có thể mang lại cho bạn rất nhiều những công dụng tuyệt vời. Vậy cụ thể lá hẹ chế biến cùng với thứ gì mà lại tốt cho sức khỏe đến như vậy? Cách chế biến món ăn này ra sao để có được lợi ích lớn cho sức khỏe? Hãy cùng Handmade VN chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay. Nguyên liệu đầu tiên mình cần sử dụng cho công thức ngày hôm nay đó chính là lá hẹ, một nắm lá hẹ như thế này. Loại cây này đã được trồng từ rất lâu nhằm mục đích nấu ăn và làm nguyên liệu trong các bài thuốc dân gian. Y học hiện đại cũng đã chứng thực tác dụng của hẹ đến từ nguồn dinh dưỡng rất phong phú, bao gồm vitamin nhóm B, vitamin K, các khoáng chất như đồng, sắt, mangan, canxi, riboflavin, v.v. cùng hàng loạt những hợp chất có nguồn gốc thực vật quý giá. Tác dụng thứ nhất phải kể đến ở đây đó chính là tăng cường thị lực và bổ mắt. Lá hẹ mang lại cho bạn một đôi mắt sáng tinh anh. Lý do rất đơn giản vì bản thân loại rau này sở hữu hàm lượng cao vitamin A. Hợp chất này đóng một vai trò như một tác nhân oxy hóa, có tác dụng bảo vệ mắt chống lại các tình trạng nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc virus. Không những vậy, chất này còn giúp hình thành nên các sắc tố võng mạc, giúp điều tiết và hỗ trợ mắt nhìn được trong điều kiện thiếu sáng. Hẹ cũng chứa hai thành phần là lutein và zeaxanthin. Những dưỡng chất này có thể phòng ngừa nguy cơ thoái hóa điểm vàng rất hiệu quả. Tác dụng thứ hai phải kể đến ở đây là tốt cho hệ xương khớp. Tuy mỏng manh nhưng tác dụng của lá hẹ thực sự không thể xem nhẹ, nhất là khả năng thúc đẩy hệ xương phát triển. Tất cả là nhờ vào hàm lượng canxi, magie cao, rất cần thiết cho quá trình tạo xương và đảm bảo các khớp được khỏe mạnh. Thêm vào đó thì sự hiện diện của vitamin K được ví như chất keo giúp canxi gắn vào xương được nhiều hơn, từ đó xương mới đủ nguyên liệu để phát triển. Tác dụng thứ ba cần phải kể đến của loại rau này đó là cải thiện nhận thức. Trong lá hẹ là một nguồn bổ sung vitamin B rất dồi dào, bao gồm cả folate, dạng tự nhiên của vitamin B9. Dưỡng chất này được biết đến với vai trò tăng cường khả năng nhận thức. Bây giờ các bạn hãy đem phần lá hẹ này đi rửa thật sạch với nước nhé. Và đây cũng là một trong những loại thực phẩm giúp cho bạn giải độc gan. Gan được xem là tấm khiên bảo vệ cơ thể của bạn khỏi sự xâm nhập của các độc tố qua đường tiêu hóa, đồng thời đảm nhiệm một vai trò đào thải những chất cặn bã là phế phẩm của quá trình chuyển hóa. Theo đó thì một trong những công dụng của lá hẹ rất nổi bật đó là thúc đẩy hoạt động của gan, làm tăng quá trình bài trừ độc tố mạnh mẽ hơn. Hẹ cũng cung cấp một nguồn vitamin A và vitamin C rất tuyệt vời, giúp đánh bay các gốc tự do gây hại và tăng cường sức đề kháng. Những dưỡng chất như thế này còn đảm bảo cho chúng ta có được sức đề kháng rất khỏe mạnh trước sự thay đổi của thời tiết giao mùa gây ra. Sau khi các bạn đã rửa xong như thế này rồi, các bạn hãy để thật ráo nước, sau đó mới đem thái nhé. Và phần hẹ sau khi mình đã để ráo được như thế này rồi thì mình sẽ đem đi thái các đoạn từ 3 đến 4cm tùy vào nhu cầu ăn uống của gia đình bạn. Và tác dụng thứ 5 phải kể đến ở đây đó là chức năng kiểm soát viêm. Hẹ có chứa rất nhiều các hợp chất từ thực vật. Điều đáng nói là hầu hết những chất này đều góp phần tạo nên tác dụng của lá hẹ trong việc chống viêm, từ đó góp phần đẩy nhanh quá trình làm lành bất cứ các tổn thương nào mà bạn đang mắc phải. Và nó còn rất tốt cho hệ tiêu hóa. Công dụng của lá hẹ đối với hệ tiêu hóa chủ yếu dựa trên khả năng của hẹ giúp cơ thể loại bỏ các loại vi khuẩn gây hại trong đường ruột, gây cản trở quá trình tiêu hóa. Theo các chuyên gia thì hẹ có thể loại bỏ ít nhất 30 chủng Salmonella, một trong những nguyên nhân gây suy yếu đường ruột. Bằng chứng khác cũng cho thấy rằng hẹ có tác dụng giảm chứng đầy hơi, chứng bụng và xoa dịu tình trạng kích thích dạ dày. Và đây là toàn bộ phần hẹ mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Bây giờ thì mình sẽ cần chuẩn bị thêm một củ tỏi 30g như thế này. Tỏi là một trong những loại thảo dược rất tốt để giúp bạn điều trị cảm cúm. Allicin có trong tỏi là một trong các thành phần đặc trị bệnh cảm cúm rất hiệu quả nhờ vào tính sát khuẩn mạnh. Ăn tỏi vào thời điểm bị cúm sẽ giúp cho bạn tăng cường được hệ thống miễn dịch.
Tỏi có tính ấm, có khả năng khử hàn ẩm, tránh lạnh và loại trừ các nguyên nhân gây ho. Nhờ đó mà thói quen ăn tỏi sống mỗi ngày có thể giúp cho bạn giảm ho và phục hồi sức khỏe nhanh hơn. Không những vậy, đây là một trong những loại thực phẩm giúp cho bạn lọc các độc tố ở trong máu. Các chuyên gia cũng cho biết rằng trong tỏi có chứa các chất hóa học có tên là allicin. Thành phần này giúp cơ thể của bạn loại bỏ được các chất độc hại, đồng thời tăng cường các tế bào bạch cầu thêm khỏe mạnh. Ngoài ra thì allicin còn giúp bạn loại bỏ nicotine để thanh lọc máu và làm sạch hệ hô hấp. Và đây là một trong những loại thực phẩm giúp cho bạn giảm huyết áp. Các loại hoạt chất có trong tỏi có khả năng làm giảm huyết áp tương tự như các loại thuốc chuyên dùng khác. Cách ăn tỏi sống mỗi ngày là một trong các phương pháp chữa bệnh huyết áp cao rất đơn giản và cực kỳ hiệu quả, lại rất rẻ tiền nữa. Và đây cũng là một trong những loại thực phẩm giúp bạn ngăn ngừa các bệnh lý về tim mạch. Tỏi có khả năng làm giảm cholesterol LDL, tức là cholesterol không tốt cho sức khỏe, từ 10 đến 15%, đây là một con số rất đáng kể. Và tỏi cũng có chứa các đặc tính chống đông, do đó làm giảm nguy cơ đau tim, xuất huyết não và các triệu chứng khác với hiệu quả rất tốt. Nó còn giúp cho bạn ngăn ngừa được bệnh Alzheimer. Các chất dinh dưỡng có trong tỏi giúp bảo vệ tế bào não, chống lại lão hóa, làm giảm cholesterol, hạ huyết áp. Vì vậy mà bạn ăn tỏi sống mỗi ngày có thể ngăn ngừa các bệnh lý về thần kinh liên quan đến tuổi tác, chẳng hạn như bệnh mất trí nhớ, Alzheimer. Và đây là toàn bộ phần tỏi mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Bây giờ thì mình sẽ cần chuẩn bị thêm 5g bột ớt. Nếu như không có thì các bạn cũng có thể sử dụng ớt tươi đều được. Theo báo cáo từ Hiệp hội Tim mạch của Hoa Kỳ thì bổ sung ớt trong chế độ ăn uống có thể giúp giảm nguy cơ tử vong vì bệnh ung thư hoặc bệnh tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Báo cáo trên đã so sánh đồng thời hồ sơ sức khỏe và chế độ ăn uống của hơn 570.000 người ở Mỹ, Ý, Trung Quốc và Iran. Đối tượng tham gia được phân loại theo chế độ ăn uống của người thường xuyên, hiếm khi và không bao giờ ăn ớt. Thì phân tích cho thấy những người ăn ớt có thể giảm 26% tỷ lệ tử vong do tim mạch, giảm 23% tỷ lệ tử vong do ung thư, giảm 25% tỷ lệ tử vong do các nguyên nhân khác. Và một nghiên cứu khác cũng đã chứng minh rằng những người ăn ớt ít nhất 4 lần mỗi tuần trong 8 năm có tỷ lệ tử vong thấp hơn đáng kể so với những người hiếm khi hoặc không bao giờ ăn ớt. 5g bột ớt. Và bây giờ hãy chuẩn bị thêm 200ml dấm táo. Dấm táo sẽ giúp cho món ăn này được lên men tốt hơn. 20g đường, 1g muối. Bây giờ các bạn sẽ cho tất cả các nguyên liệu vào trong máy xay và xay thật nhuyễn. Cho tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị vào đảo đều, ủ trong 24 giờ sau đó mới sử dụng. Hỗn hợp này có tác dụng giúp cho xương của bạn được chắc khỏe, do nó có chứa nhiều các chất dinh dưỡng hữu ích cho hệ xương, chẳng hạn như kẽm, mangan, vitamin B6, vitamin C. Thói quen ăn uống hỗn hợp này mỗi ngày còn làm chậm quá trình loãng xương ở phụ nữ bằng cách làm tăng nội tiết tố estrogen, vì nồng độ estrogen thấp có thể khiến mật độ xương giảm, từ đó gây nguy cơ loãng xương. Chính vì vậy mà các bạn hãy thêm ngay công thức này vào bữa ăn hàng ngày của mình nhé. Nó còn giúp cho bạn phòng chống bệnh ung thư. Một số nghiên cứu cũng đã chỉ ra mối liên hệ khi mà bạn kết hợp giữa tỏi và hẹ cùng với ớt hàng ngày với khả năng chống lại ung thư dạ dày và đại trực tràng. Các hợp chất allicin có trong tỏi, hẹ và ớt giúp làm chậm hoặc là ngưng sự phát triển của các tế bào ung thư trên cơ thể. Món ăn này thì các bạn có thể ăn liên tục hàng ngày mà không lo về tác dụng phụ của nó. Tuy nhiên không ăn quá 50g mỗi ngày các bạn nhé. Trên đây là cách sử dụng hẹ và tác dụng của hẹ đối với sức khỏe. Và bạn có thường hay sử dụng loại lá cây này hay không? Nếu như chưa thì các bạn hãy thêm nó vào trong chế độ dinh dưỡng của mình nhé. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên chia sẻ nó tới người thân và bạn bè để cùng nhau chăm sóc sức khỏe gia đình. Nếu các bạn thích video này, các bạn cũng có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim ngay bên dưới màn hình. Các bác sĩ cũng đã coi hạt sen là thần dược với vô vàn các công dụng phải kể đến như ngăn ngừa ung thư, điều trị tiểu đường, bảo vệ tim mạch. Để biết chi tiết hơn về những tác dụng cũng như lưu ý khi sử dụng hạt sen và khi nó được kết hợp cùng với hai nguyên liệu sau đây thì còn có tác dụng
tăng lên gấp nhiều lần, hỗ trợ điều hòa cholesterol trong máu, điều hòa huyết áp, trị cơ thể suy nhược, làm chậm quá trình lão hóa, đặc biệt là ăn hạt sen khiến cho bạn ngủ ngon đến sáng. Vậy cụ thể hạt sen được nấu cùng thứ gì mà lại có tác dụng lớn đến như vậy? Công dụng của nó ra sao và cách chế biến như thế nào để đạt được kết quả lớn nhất cho sức khỏe? Thì mời bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Có rất nhiều các thông tin hữu ích về sức khỏe sẽ chia sẻ tới bạn. Và bây giờ chúng ta cùng thực hiện. Nguyên liệu đầu tiên cho công thức ngày hôm nay đó chính là hạt sen. Bạn có thể sử dụng hạt sen tươi hoặc hạt sen khô. Trong công thức này mình sẽ sử dụng 50g hạt sen khô như thế này để tiện cho các bạn. Nếu như không mua được hạt sen tươi thì cũng biết cách để chế biến. Hạt sen được biết đến với tác dụng đó là điều hòa cholesterol ở trong máu. Các chất xơ và carbohydrate phức có trong hạt sen góp phần điều hòa lượng cholesterol trong máu. Đồng thời alkaloid và isoquinoline có trong tâm sen còn giúp cải thiện huyết áp ổn định và phòng tránh các biến chứng của bệnh tim mạch. Đây là một trong các phương pháp điều trị chứng mất ngủ hiệu quả. Bệnh mất ngủ là một vấn đề về sức khỏe rất phổ biến mà nhiều người gặp phải. Mất ngủ thường do căng thẳng gây ra và có thể dẫn tới nhiều vấn đề sức khỏe khác có liên quan. Và hạt sen là một trong những bài thuốc đã được sử dụng từ rất lâu để điều trị chứng mất ngủ. Và công dụng của hạt sen sẽ giúp cho bạn an thần, thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ hơn. Và đây còn là một trong những loại hạt có đặc tính kháng viêm. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy hạt sen, đông y còn gọi là liên nhục, có khả năng giúp kháng viêm nhờ có chứa hàm lượng camphorol, một chất flavonoid tự nhiên bằng cách làm giảm sản xuất các chất trung gian gây viêm. Bạn sẽ đem hạt sen này rửa sạch với nước nhé. Và nó bảo vệ các tế bào thần kinh. Ngoài tác dụng an thần, một vài nghiên cứu gần đây cũng phát hiện ra rằng hạt sen và tâm sen còn có tác dụng bảo vệ các tế bào thần kinh, giúp cải thiện tình trạng suy giảm trí nhớ và ngăn ngừa và điều trị bệnh Alzheimer. Một trong những thực phẩm rất tốt giúp bạn làm giảm lượng đường ở trong máu. Do trong hạt sen có chứa ít calo nhưng lại rất giàu chất xơ, giúp làm giảm lượng đường ở trong máu. Việc sử dụng hạt sen thường xuyên có thể giúp cho phụ nữ dưỡng nhan, cải thiện tuổi thọ và giữ gìn nét tươi trẻ. Nếu như bạn đang là bệnh nhân tiểu đường thì hãy sử dụng đây như là một loại trà. Nó giúp cho bạn cân bằng lượng đường huyết, giảm thiểu những biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường. Và đây là toàn bộ phần hạt sen mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Thành phần tiếp theo cho công thức ngày hôm nay đó chính là gạo nếp cẩm. Bạn có thể sử dụng nếp than, gạo lứt để thay thế nếu như không có nếp cẩm như thế này. Nếp cẩm mình đã ngâm trước 15 tiếng và bây giờ thì mình sẽ vớt ra và để ráo nước. Bạn biết không, nước gạo nếp cẩm ngâm như thế này các bạn đừng đổ đi nhé. Chúng ta cũng có thể sử dụng nó để nấu các món chè rất bổ dưỡng cho sức khỏe. Bây giờ chúng ta sẽ đem toàn bộ phần gạo này đi rang chín nhé. Theo nhà dinh dưỡng học nổi tiếng người Ấn Độ Rujuta Dewekar, việc ngâm gạo trước khi nấu sẽ giúp ích cho quá trình tiêu hóa rất nhiều. Nói một cách khác thì khi bạn ngâm gạo như thế này sẽ giúp cho quá trình tiêu hóa, hấp thụ vitamin và khoáng chất từ gạo được tốt hơn. Và gạo sau khi ngâm thì cũng nhanh chín hơn, nở đẹp hơn. Acid phytic là một chất tự nhiên làm giảm khả năng hấp thụ sắt, kẽm và canxi trong cơ thể. Chất này được tìm thấy với hàm lượng đặc biệt cao trong các loại hạt, ngũ cốc và các loại đậu. Chính vì vậy mà khi chúng ta ngâm như thế này, nó sẽ làm giảm acid phytic và tăng khả năng tiếp cận sinh học của kẽm sắt từ ngũ cốc. Đây là một trong những loại gạo rất giàu các dưỡng chất đa và vi lượng. Theo cơ sở dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, nếp cẩm có chứa hàm lượng protein cao nhất, hàm lượng sắt sinh học cũng rất cao và đây là hai loại khoáng sinh học có vai trò rất quan trọng trong cấu trúc và chức năng của hồng cầu, đơn vị tế bào giúp vận chuyển oxy đến toàn bộ các cơ quan trong cơ thể. Không những vậy, khi chúng ta sử dụng thường xuyên thì nó còn giúp tăng cường sức khỏe của tim mạch. Nếp cẩm có chứa nhiều hoạt chất sinh học nhóm flavonoid và các chất chống oxy hóa khác có trong nếp cẩm, đã được chứng minh là giúp cơ thể phòng chống các bệnh lý về tim mạch và các tai biến tim mạch. Anthocyanin có trong nếp cẩm giúp bạn cải thiện các chỉ số về cholesterol và triglycerid cao trong máu, làm tăng lượng cholesterol HDL và làm giảm lượng cholesterol LDL. Đồng thời, nó còn giúp làm giảm quá trình hình thành các mảng bám chất béo trên thành mạch, góp phần phòng chống xơ vữa động mạch. Và bạn biết không, đây là một trong những loại thực phẩm hỗ trợ sức khỏe cho mắt rất hiệu quả.
Thành phần lutein và zeaxanthin có trong nếp cẩm khá cao, giúp hỗ trợ sức khỏe của mắt rất hiệu quả. Các nhà khoa học người Ý thuộc Đại học Palermo và Bệnh viện Đại học Polinico đã thực hiện một nghiên cứu đánh giá về hiệu quả của lutein đối với mắt. Ngoài ra, đây còn là một trong những loại gạo giúp cho bạn có khả năng ngăn ngừa ung thư, hỗ trợ sức khỏe đường ruột, làm sạch gan và phù hợp với những bệnh nhân tiểu đường. Và đây là toàn bộ phần nếp cẩm mình đã rang như thế này. Bây giờ mình sẽ để sang một bên nhé. Tiếp nữa, hãy chuẩn bị thêm 8 quả táo đỏ như thế này. Bạn sẽ đem rửa thật sạch với nước. Táo đỏ có chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C. Nó có khả năng chống lại các gốc tự do trong cơ thể. Và bạn biết không, đến 80% các bệnh tật trong cơ thể của chúng ta đều bắt nguồn từ các gốc tự do. Chẳng hạn như các bệnh như là tiểu đường type 2, bệnh lý về tim mạch và một số bệnh ung thư. Bây giờ các bạn hãy sử dụng kéo để cắt phần táo này ra nhé. Ăn táo đỏ thì không chỉ có công dụng là ngăn ngừa các loại bệnh mãn tính mà vitamin C có trong táo đỏ có thể tăng cường hệ thống miễn dịch, chống viêm cho cơ thể. Một nghiên cứu trên động vật cho thấy flavonoid có trong táo còn giúp làm giảm căng thẳng và viêm nhiễm ở gan. Bây giờ chúng ta sẽ cho toàn bộ phần nguyên liệu vào nồi, trong đó có 50g hạt sen khô đã rửa sạch, 50g nếp cẩm đã rang, 8 quả táo đỏ. Bạn hãy thêm vào đây 1,5 lít nước nhé. Bật bếp và đun trong 30 phút với lửa nhỏ tính từ lúc nước sôi. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đi chuẩn bị thêm 100g đường thốt nốt. Bạn hãy sử dụng loại đường nào mà các bạn có sẵn, không nhất thiết là phải giống như mình. Với những ai đang mắc chứng bệnh tiểu đường thì bỏ qua phần đường này đi nhé. Sau khi đun được 30 phút như thế này thì mình sẽ kiểm tra hạt sen, các bạn thấy mềm, bở, gạo nở hết ra được như thế này thì chúng ta bắt đầu cho đường vào và đun sôi lên là được. Bây giờ thì chúng ta sẽ tắt bếp và để món chè này thật nguội sau đó mới sử dụng nhé. Bạn cũng có thể cho muối nếu như không thích ăn ngọt, nhưng món ăn này ăn với vị ngọt nhạt là phù hợp nhất với cơ thể ở thời điểm hiện tại. Bạn sử dụng món ăn này thay thế cho bữa sáng, bữa trưa hoặc ăn tùy vào khả năng của cơ thể. Hãy sử dụng nó liên tục trong 7 ngày. Khi chúng ta sử dụng các phương pháp tự nhiên như thế này thì các bạn cần kiên trì sử dụng. Nó sẽ làm giảm hoặc không còn nhức mỏi mỗi khi thời tiết thay đổi, chữa chứng táo bón kinh niên, chống mất nước trong trường hợp bị tiêu chảy và cầm tiêu chảy rất tốt, nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Không những vậy, đây còn là một trong những phương pháp giúp cho bạn có làn da trở nên hồng hào, sáng đẹp nhờ làm cho máu được sạch và không chứa độc tố. Bạn có còn cách chế biến nào khác với hạt sen hay không? Hãy để lại chia sẻ của bạn ở phía dưới phần bình luận này để mọi người cùng được biết nhé. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ tới người thân và bạn bè để mọi người cùng chăm sóc sức khỏe gia đình nhé. Về già cứ uống thứ này chống đột quỵ, thần dược mạnh mẽ nhất chống đột quỵ và thiếu máu não. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Handmade VN. Theo kết quả thống kê từ Tổ chức Đột quỵ Não Thế giới, đột quỵ là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới. Trung bình cứ 3 phút lại có một ca tử vong do đột quỵ. Ai cũng có nguy cơ bị đột quỵ, nhưng trong thời gian gần đây, đột quỵ có xu hướng trẻ hóa với một số người mắc bệnh ở độ tuổi thanh niên ngày càng gia tăng. Chính vì vậy, việc ngăn ngừa đột quỵ luôn là mục tiêu rất chính đáng để chúng ta có được sức khỏe, đảm bảo một cuộc sống chất lượng. Video ngày hôm nay chia sẻ tới bạn một phương pháp tự nhiên hỗ trợ cơ thể giúp ngăn ngừa tai biến mạch máu não, thiếu máu, cao huyết áp, ngăn ngừa ung thư. Bây giờ hãy cùng Handmade VN khám phá về cách làm và công dụng của thức uống này. Về già chăm chỉ uống thứ nước này, đột quỵ, ung thư tránh xa, bổ hơn nhân sâm đắt tiền. Nguyên liệu đầu tiên bạn cần sử dụng đó chính là chuối. Chuối này thì mình sẽ sử dụng chuối xiêm hay còn gọi là chuối sứ. Nếu không có, các bạn cũng có thể sử dụng chuối tiêu.
Theo tạp chí quốc tế về khoa học thực phẩm và dinh dưỡng, kết quả nghiên cứu thành phần hóa học và phản ứng đường huyết của chuối cho thấy mỗi ngày nếu bạn ăn một quả chuối như ăn một bữa ăn nhẹ thì sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong việc điều hòa lượng đường ở bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường, từ đó góp phần làm giảm nguy cơ đột quỵ. Trong chuối cũng có chứa nhiều các muối khoáng chẳng hạn như canxi, phốt pho, sắt, đặc biệt là hàm lượng kali. Bạn có biết rằng kali giữ vai trò rất quan trọng đối với hoạt động của cơ thể, đặc biệt là hoạt động của trái tim, hạ thấp nguy cơ đột quỵ, giúp cho xương được chắc khỏe. Thức ăn giàu kali giúp bạn hạ huyết áp bằng hai cách, đó là tăng thải muối qua đường tiết niệu và giãn mạch máu. Chuối được biết đến với tác dụng đó là kiểm soát lượng đường huyết. Chuối rất giàu pectin, một loại chất xơ có hình dạng cấu trúc xốp. Chuối chưa chín chứa kháng tinh bột, hoạt động như chất xơ hòa tan, không được tiêu hóa. Hơn nữa, chuối cũng xếp hạng thấp đến trung bình theo bảng tỷ số đường huyết. Giá trị đường huyết của chuối chưa chín vào khoảng 30, trong khi chuối chín già thì xếp khoảng 60, còn giá trị trung bình của tất cả các dạng chuối là khoảng 51. Điều này có nghĩa là chuối không gây sự gia tăng đột biến lớn về lượng đường ở trong máu ở những người khỏe mạnh. Một thông tin có lợi cho những người đang bị bệnh tiểu đường là kháng tinh bột trong chuối có khả năng cải thiện độ nhạy insulin. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với các bệnh nhân tiểu đường type 2. Ngoài ra thì thành phần vitamin B6 có trong chuối đóng một vai trò hình thành nên hemoglobin. Đây là một loại protein giúp vận chuyển oxy và kiểm soát đường huyết hiệu quả. Tác dụng thứ hai của chuối đó chính là cải thiện hệ tiêu hóa. Quả chuối sở hữu lượng chất xơ rất dồi dào. Một quả chuối trung bình có khoảng 3 gram chất xơ. Chuối chứa hai loại chất xơ bao gồm như là pectin, kháng tinh bột hay tinh bột đề kháng, được tìm thấy trong chuối chưa chín. Kháng tinh bột không được tiêu hóa khi đi qua ruột non và dừng lại ở ruột già. Đây là nơi chúng trở thành các thức ăn cho các vi khuẩn có lợi đường ruột. Ngoài ra, một số nghiên cứu trong ống nghiệm cũng chỉ ra rằng pectin có khả năng ngăn ngừa ung thư ruột kết. Chuối còn có khả năng hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản. Nó còn được biết đến với tác dụng hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Kali là một khoáng chất rất cần thiết cho sức khỏe của tim, đặc biệt là trong kiểm soát huyết áp. Mặc dù đây là dưỡng chất rất quan trọng, nhưng ít người quan tâm đến việc bổ sung đủ kali trong chế độ ăn uống. Trong khi đó thì chuối là một nguồn rất giàu kali. Một quả chuối cỡ 118g có chứa đến 9% ATI kali. Chế độ ăn giàu kali giúp giảm huyết áp. Những người tiêu thụ nhiều kali có ít nguy cơ mắc bệnh tim hơn so với những người ít tiêu thụ dưỡng chất này. Và đây là toàn bộ phần chuối mình có, mình sẽ cho vào một cái tô như thế này nhé. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị thêm 200ml giấm táo. Có nước mồi giấm táo thì chuối lên men được tốt hơn. Nhưng nếu như bạn không có giấm táo tự nhiên, bạn cũng không cần lo lắng. Vì bạn chỉ cần 21 ngày và đổ hai nguyên liệu phía dưới thì các bạn có thể sử dụng được phương pháp này mà không lo bị hỏng. Tiếp nữa, các bạn hãy chuẩn bị thêm 200ml rượu trắng, cho chung vào tô đựng chuối như thế này và đảo thật đều. Sau đó thì các bạn sẽ cần thêm 200g đường. Đường, rượu và giấm giúp cho chuối lên men được tốt hơn. Bạn sẽ đũa cho đường và trộn đều như thế này, sau đó để yên trong khoảng thời gian 30 phút. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một hũ thủy tinh lớn như thế này. Bạn có thể sử dụng bình nhựa nếu như không có bình thủy tinh. Sau đó các bạn sẽ cho toàn bộ phần nguyên liệu đã được chuẩn bị trước vào trong hũ như thế này. Tiếp nữa thì các bạn sẽ cần thêm nước lọc. Mình sẽ sử dụng 3 lít nước như thế này. Các bạn hãy để thừa một đoạn ở phía trên như thế này nhé, giúp cho có phần không khí đi vào, giấm lên men được tốt hơn và sau này khi mà bạn cho giấm ăn cũng dễ hơn và không bị tràn. Bây giờ các bạn hãy dùng khăn xô mỏng để phủ lên phía trên và ủ trong thời gian 10 ngày là có thể sử dụng được rồi nếu như các bạn có cốt giấm táo. Còn nếu như không có cốt giấm táo thì các bạn hãy để 21 ngày là nó có thể lên men. Ưu tiên sử dụng bình ủ mà có vòi như thế này thì khi bạn ủ xong lấy ra để sử dụng rất tiện lợi. Và đây là hỗn hợp sau 21 ngày của mình. Có men giấm táo lên, nó lên men được rất nhanh. Và các bạn nhìn thấy không? Một lớp ở phía trên như thế này. Và độ chua của hỗn hợp này cũng rất phù hợp. Nếu như ai thích uống ngọt thì thu hoạch trước 21 ngày là ngon nhất. Còn nếu như ai muốn uống có độ chua vừa phải
mà lại tốt cho sức khỏe. Đặc biệt là với các bệnh nhân tiểu đường thì nên để đến 21 ngày thì hãy sử dụng nhé. Đây là một trong những bài thuốc rất tự nhiên giúp bền mạch máu hơn, đồng thời còn có thể hạ huyết áp, làm tăng mỡ máu và phòng ngừa đột quỵ. Nó cũng rất lành tính và an toàn với những người lớn tuổi. Đặc biệt là vị của loại nước này cũng dễ uống, vị chua chua, ngọt ngọt, rất hài hòa. Sau khi các bạn đã ngâm được 21 ngày, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nhé. Các bạn hãy chuẩn bị 200ml nước ấm cộng với 30ml nước giấm chuối như thế này, khuấy đều sau đó sử dụng. Các bạn có thể uống trước hoặc sau bữa ăn đều được. Với những người bình thường thì chúng ta nên sử dụng trước bữa ăn, bởi vì các bạn đã hòa tan phần nước giấm này rồi. Nó chỉ là một hỗn hợp hơi chua chua một chút, các bạn uống sẽ không hề có kích ứng dạ dày. Còn với những ai bị đau dạ dày thì các bạn nên uống sau bữa ăn là tốt nhất. Uống vào buổi sáng giúp cho cơ thể của bạn thanh lọc cơ thể. Còn các bạn sử dụng vào buổi tối trước khi đi ngủ từ 2 đến 3 giờ đồng hồ. Làm liên tục trong 3 tuần, các bạn sẽ thấy giấc ngủ của mình được ngon hơn rất nhiều. Các bạn đã bao giờ thử thức uống với chuối như thế này hay chưa? Đây là một trong những cách để các bạn có thể bảo vệ sức khỏe của mình và cả gia đình một cách rất tự nhiên. Bên cạnh đó thì việc sử dụng thức uống như thế này các bạn cũng nên kết hợp với chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý, là cách phòng tránh đột quỵ rất hiệu quả. Bạn cũng nên kết hợp với 5 loại thực phẩm dưới đây để tăng cường sức khỏe cho bản thân và cả gia đình, không lo bệnh tật ghé thăm. Về già cứ ăn 5 món rẻ tiền này vào buổi sáng, sống cực thọ, triệu người làm theo. Hãy ăn thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên nhiều hơn, hãy sống khỏe và an lành. Bạn biết không, một đêm dài tới 8 tiếng chúng ta chìm vào giấc ngủ thì việc ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng là một điều vô cùng quan trọng, giúp bù đắp và bổ sung năng lượng thiếu hụt cho cơ thể để đón chào một ngày mới tràn đầy sức khỏe. Thế nhưng ăn gì vào bữa sáng là tốt nhất thì không phải ai cũng biết. Bởi vậy đây mới là cách mà các bác sĩ tiết lộ về già cứ ăn 5 món rẻ tiền này, bổ hơn nhân sâm, tổ yến, biết mà ăn sớm, sống cực thọ. Vậy cụ thể để biết 5 món ăn sáng rẻ tiền đại bổ đó là những món nào, cách chế biến món ăn đó ra sao thì mời bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Thực phẩm đầu tiên trong danh sách các món ăn sáng đại bổ chính là củ khoai lang. Khoai lang được người Nhật Bản, một trong những quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới, ví như nhân sâm xứ Nam, bởi những lợi ích vô cùng quý giá mà khoai lang mang lại cho sức khỏe. Bạn có thể lựa chọn số lượng tùy ý theo khẩu phần ăn của gia đình mình. Khoai lang được biết đến với tác dụng đó là ngăn ngừa sự thiếu hụt vitamin A. Do bản thân khoai lang có chứa lượng beta-carotene cao, nên khoai lang là một nguồn cung cấp vitamin A rất tuyệt vời cho cơ thể. Sau khi ăn khoai lang thì beta-carotene có trong khoai lang sẽ được gan chuyển hóa thành vitamin A. Bạn hãy đem rửa sạch phần vỏ của khoai lang này đi nhé, vì công thức này các bạn có sử dụng đến cả phần vỏ của nó nữa. Theo nhiều nghiên cứu thì phần vỏ của khoai lang có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất như mangan, kali, vitamin A, vitamin C, vitamin E, giúp làm giảm lo lắng và căng thẳng. Không những vậy, đây còn là một trong những loại củ giúp cho bạn kiểm soát được bệnh đái tháo đường. Việc tiêu thụ khoai lang giúp giảm thiểu sự xuất hiện của tình trạng kháng insulin, do trong khoai lang có chỉ số đường huyết thấp. Điều này có nghĩa là chúng sẽ giải phóng đường vào máu rất chậm so với các loại thực phẩm giàu tinh bột khác. Sự giải phóng ổn định này giúp kiểm soát lượng đường ở trong máu. Do đó, lợi ích của khoai lang là có thể giúp điều chỉnh được lượng đường ở trong máu của những bệnh nhân đái tháo đường hay còn gọi là tiểu đường. Ngoài ra thì trong củ khoai lang có chứa hàm lượng magie, chất xơ rất cao, cực kỳ quan trọng trong việc quản lý và phòng ngừa bệnh đái tháo đường. Khoai lang cũng là một trong những loại củ tự nhiên rất rẻ tiền mà có tác dụng đó là thúc đẩy hoạt động chống viêm do có nồng độ choline cao. Choline là một trong những dưỡng chất rất tuyệt vời, là làm giảm phản ứng viêm của cơ thể dẫn đến tình trạng viêm ít hơn. Mình cũng đã từng chia sẻ tới các bạn đó là một tuần các bạn cũng nên ăn khoai lang từ 1 đến 2 bữa, nếu ăn được 3 bữa thì là tốt nhất. Do trong khoai lang có tác dụng chống viêm đến từ hàm lượng anthocyanin rất dồi dào, hoạt chất vô cùng quan trọng này có thể ngăn ngừa và làm giảm viêm trong các tế bào ung thư ruột kết. Anthocyanin còn giúp bạn làm giảm sự tăng sinh tế bào ở một số tế bào ung thư. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một tấm giấy bạc lớn như thế này. Chúng ta sẽ cần đến để dùng nướng khoai lang. Hãy thêm một chút nước, nó sẽ làm khoai lang chín nhanh hơn.
Bạn cũng có thể hấp hoặc luộc, tuy nhiên nướng là một trong những cách chế biến thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe. Tác dụng của khoai lang thì vô cùng lớn đối với sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là người già. Khoai lang có tác dụng giúp tăng cường trí nhớ, là một trong các tác dụng rất ít người biết đến, nhưng tác dụng của nó thì vô cùng lớn do trong nó có chứa lượng anthocyanin, một chất chống oxy hóa rất mạnh mẽ. Chính vì vậy mà khi các bạn tiêu thụ khoai lang thường xuyên, nó có thể giúp cho bạn tăng cường trí nhớ rất hiệu quả. Một nghiên cứu trên động vật đã phát hiện hoạt chất anthocyanin trong khoai lang có thể bảo vệ các tế bào não. Hoạt chất này giúp làm giảm viêm và ngăn ngừa các tác hại của các gốc tự do. Nhờ đó mà nó cải thiện khả năng học tập và tăng cường trí nhớ. Một chế độ ăn uống giàu trái cây, rau quả và các chất chống oxy hóa có liên quan đến việc làm giảm 13% nguy cơ suy giảm tinh thần hay sa sút trí tuệ. Không những vậy, đây còn là một trong những loại củ giúp bạn hỗ trợ ngăn ngừa và điều trị ung thư rất hiệu quả. Khoai lang đặc biệt hiệu quả trong việc chống ung thư. Các thành phần có trong nó có thể ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư, cụ thể như là ung thư dạ dày, ung thư vú, ung thư ruột kết. Khi chúng ta mắc căn bệnh này thì việc mà các bạn tiêu thụ các sản phẩm từ thực vật sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc mà bạn sử dụng hay tiêu thụ các sản phẩm từ động vật. Chính vì vậy mà mình thường hay chia sẻ từ các bạn là 6 tháng các bạn nên tiến hành thanh lọc gan một lần. Bây giờ các bạn hãy đem phần khoai lang này đi để nướng nhé. Trước khi nướng bằng lò hay là nồi chiên không dầu thì các bạn hãy chắc chắn rằng các bạn đã làm nóng lò trước ở nhiệt độ từ 180 đến 190 độ trong 10 phút. Bây giờ thì mình chỉ cần cho khoai lang vào lò nướng trong vòng 30 phút. Sau 30 phút các bạn hãy kiểm tra và lật khoai lang nhé. Nướng ở lần 2 với nhiệt độ 190 độ trong 30 phút nữa là được. Sau khi các bạn đã nướng xong như thế này rồi, chúng ta hãy bỏ ra nhé. Rất là thơm và ngon các bạn ạ. Khoai lang còn được biết đến với tác dụng đó là làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Khi quá trình oxy hóa diễn ra trong cơ thể có thể làm xuất hiện các biến chứng như là xơ vữa động mạch, dẫn đến sự phát triển của nhiều bệnh tim mạch. Các chất chiết xuất từ khoai lang có chứa hàm lượng polyphenol cao sẽ ngăn chặn quá trình oxy hóa, giúp bạn làm giảm nguy cơ phát triển các bệnh lý về tim mạch. Và loại củ này cũng chứa rất nhiều các chất xơ hòa tan có liên quan mật thiết đến việc làm giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch. Do trong nó rất giàu anthocyanin, chất xơ, polyphenol, v.v. Chính vì vậy mà khoai lang là một trong những loại củ có tác dụng rất hữu ích trong việc chống lại các bệnh lý về tim mạch. Để thu được nhiều lợi ích nhất từ khoai lang thì các bạn hãy cố gắng sử dụng khoai lang mỗi tuần từ 2 đến 3 củ khoai lang như thế này nhé. Bạn thường hay chế biến khoai lang như thế nào? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng được biết nhé. Loại thực phẩm thứ hai cũng được mệnh danh là một trong những loại thực phẩm vàng đối với người cao tuổi, đó chính là chuối. Theo kết quả nghiên cứu mới đây của Đại học Tokyo và giáo sư bác sĩ kiêm chuyên gia dinh dưỡng Tsumi Takashi, khi chuối chín với độ lốm đốm đen chấm mà chúng ta hay gọi là trứng quốc mới chính là lúc đạt được mức độ dinh dưỡng đầy đủ nhất và tốt nhất cho cơ thể. Nhưng điều quan trọng không kém rằng đây cũng là lúc mà trái chuối tạo nên nồng độ hoại tử khối u TNF đạt đến mức độ tối đa, từ đó hỗ trợ tiêu hủy các tế bào ung thư rất hiệu quả. Nguyên liệu đầu tiên mình cần chuẩn bị cho công thức ngày hôm nay đó chính là chuối. Chuối tiêu được cho là có thể điều trị và cải thiện được các tình trạng tổn thương như là tổn thương ở đường ruột do viêm loét đại tràng, tiểu đường, nhiễm độc niệu, viêm thận, bệnh gút, tăng huyết áp hay bệnh tim v.v. Nó được biết đến với tác dụng là rất tốt cho hệ thần kinh. Công dụng của chuối tiêu đối với hệ thần kinh đến từ hàm lượng kali cao. Ngoài ra thì trong chuối còn có chứa nhiều acid amin tryptophan. Cơ thể sẽ chuyển đổi chất này thành serotonin ngay sau khi bạn ăn chuối tiêu xong. Serotonin sẽ giúp xoa dịu hệ thần kinh, giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và tăng mức độ hạnh phúc. Và nó còn được biết đến với chức năng cải thiện đường huyết. Quả chuối tiêu giàu tinh bột và đường khiến nhiều bệnh nhân tiểu đường type 2 lo ngại về vấn đề đường huyết. Nhưng nhiều nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng lupenon có trong chuối tiêu có tác dụng cải thiện tình trạng đái tháo đường. Tinh bột kháng trong chuối tiêu xanh cũng giúp giảm lượng đường ở trong máu. Ngoài ra thì chuối tiêu chín vừa có chỉ số đường huyết tương đối thấp từ 42 đến 58, tùy thuộc vào mức độ chín của chuối mà mức độ đường có thể thay đổi.
Có thể thấy rằng chuối tiêu là loại thực phẩm có vị ngọt phù hợp cho bữa ăn nhẹ của những người bị tiểu đường, miễn là bạn chú ý tránh ăn quá nhiều chuối chín cùng một lúc. Và thứ hai đó là không nên ăn quá một quả chuối tiêu cỡ vừa trong một ngày. Về già thì huyết áp luôn là nỗi trăn trở của rất nhiều người. Tuy nhiên thì việc bạn sử dụng chuối tiêu thường xuyên hỗ trợ rất nhiều trong việc điều chỉnh huyết áp. Chuối tiêu được biết đến với tác dụng là giúp hạ huyết áp do hàm lượng kali rất dồi dào, có lợi cho sức khỏe của tim mạch và huyết áp. Ngoài ra thì một số flavonoid chống oxy hóa được tìm thấy trong chuối tiêu rất có lợi cho sức khỏe của tim mạch. Trong số đó đáng chú ý nhất đó chính là chất catechin. Hợp chất này có thể hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch. Không những vậy, nó còn có tác dụng thúc đẩy cho giấc ngủ ngon hơn. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy đói vào buổi đêm hoặc trằn trọc khó ngủ, chuối tiêu sẽ là một bữa ăn khuya rất lành mạnh giúp cho bạn đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Nguyên nhân là do trong chuối tiêu có chứa một acid amin tryptophan. Chất này kích thích cơ thể sản xuất serotonin và melatonin, có tác dụng tạo cảm giác buồn ngủ. Và đây là toàn bộ phần chuối mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Tiếp theo mình sẽ cần chuẩn bị thêm hành tây cho công thức này. Chắc hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên là tại sao chúng ta lại cần sử dụng hành tây đúng không nào? Nhưng khi hành tây kết hợp cùng với chuối sẽ tạo ra một thức uống rất tuyệt vời để giúp cho bạn tăng cường sức khỏe miễn dịch. Do trong hành tây rất giàu các chất dinh dưỡng tăng cường cho hệ miễn dịch, chẳng hạn như vitamin C, kẽm. Chúng cũng có chứa những hợp chất tự nhiên từ thực vật phytochemical giúp xây dựng, củng cố cơ chế bảo vệ của cơ thể chống lại cảm lạnh, ho, sốt hay cảm cúm. Một điều khá thú vị ở sự kết hợp này đó là nó sẽ giúp cho cơ thể của bạn tăng cường được nội tiết tố với chức năng cải thiện khả năng sinh sản. Các nghiên cứu cho thấy khi bạn sử dụng hỗn hợp này thường xuyên sẽ giúp bổ sung các chất chống oxy hóa, làm tăng mức testosterone và cải thiện sức khỏe của tinh trùng cũng như nội tiết tố nữ. Bạn sẽ thấy da dẻ trở nên hồng hào, kích thích mọc tóc nhờ vào khả năng kích thích tuần hoàn máu cũng như cung cấp các dưỡng chất, vitamin có lợi cho sức khỏe. Và đây là toàn bộ phần hành tây mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Tiếp theo mình sẽ cần sử dụng thêm bột nghệ. Bạn có thích sử dụng nghệ hay không? Củ nghệ là một gia vị rất phổ biến trong các món ăn hàng ngày. Không chỉ giúp cho thức ăn được ngon hơn, hấp dẫn hơn mà nghệ còn mang lại một số các tác dụng chữa bệnh nhất định. Nghiên cứu cho thấy khi bạn sử dụng curcumin, một chất hóa học có trong nghệ, có thể giúp bạn cải thiện triệu chứng viêm dài ngày ở lớp giữa của mắt. Một số nghiên cứu cũng cho thấy việc uống hoặc là sử dụng các chiết xuất nghệ riêng lẻ hoặc kết hợp với các thành phần thảo dược khác có thể giúp giảm đau và cải thiện chức năng của xương ở những người bị viêm xương khớp. Một số nghiên cứu cũng cho thấy khả năng hoạt động như ibuprofen. Mình sẽ cần sử dụng một thìa cà phê bột nghệ cho công thức này. Bây giờ các bạn hãy cho toàn bộ nguyên liệu vào máy xay, thêm vào đó là 250ml nước và xay thật nhuyễn. Hỗn hợp này có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ sức khỏe của tim mạch do nó rất giàu kali, một khoáng chất cần thiết cho sức khỏe của tim, đặc biệt là trong kiểm soát huyết áp. Mặc dù đây là dưỡng chất rất quan trọng nhưng rất ít người quan tâm đến việc bổ sung đầy đủ kali trong chế độ ăn uống của mình. Trong khi đó thì chuối và hành tây là một nguồn kali rất dồi dào. Một quả chuối cỡ 118g có chứa đến 9% kali. Chế độ ăn uống giàu kali sẽ giúp cho bạn giảm huyết áp. Với những người tiêu thụ nhiều kali có ít nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch hơn so với những người ít tiêu thụ dưỡng chất này. Hơn nữa thì hỗn hợp này chứa một lượng vừa đủ magie, đây cũng là một trong những yếu tố rất quan trọng đối với sức khỏe của tim mạch. Và bạn biết không, hỗn hợp này còn giúp cho bạn cải thiện được chức năng của thận. Đây là một trong những nguồn kali tốt cho chế độ ăn uống. Nó có thể mang lại rất nhiều các lợi ích trong việc duy trì thận được khỏe mạnh. Hỗn hợp này rất giàu các dưỡng chất, chất xơ nên nó giúp cho hệ tiêu hóa của bạn được khỏe mạnh. Thức uống này thì các bạn có thể sử dụng từ 2 đến 3 ly mỗi tuần, sử dụng nó sau bữa ăn sáng là tốt nhất. Thức uống này có vị rất dễ uống, là sự kết hợp tuyệt vời của những nguyên liệu từ thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Hãy kiên trì sử dụng trong 7 ngày, bạn sẽ cảm thấy sự thay đổi tích cực từ cơ thể.
Loại thực phẩm thứ ba đó chính là bí ngô hay còn gọi là bí đỏ, là một trong những món ăn rất quen thuộc mang lại nhiều lợi ích với sức khỏe và nó được người Nhật coi là món ăn trường thọ. Hòn đảo Okinawa, Nhật Bản là nơi có người sống thọ 100 tuổi bậc nhất thế giới. Nơi này nổi tiếng được gọi là chế độ ăn trường thọ Okinawa. Trong thực đơn thì bí ngô là loại thực phẩm rất được ưa chuộng. Nguyên liệu đầu tiên cho công thức ngày hôm nay mình sử dụng đó chính là bí đỏ. Mình cần sử dụng 180 g bí đỏ. Bạn sẽ cần sử dụng số lượng tùy thuộc vào nhu cầu của gia đình. Với cách làm này sẽ đủ cho 3 suất ăn. Bây giờ các bạn hãy đem gọt sạch phần vỏ của bí đỏ như thế này nhé. Bí đỏ được biết đến với tác dụng là bảo vệ thị lực. Tình trạng thị lực giảm dần theo tuổi tác xảy ra khá phổ biến ở bất cứ ai. Bí đỏ là một thực phẩm rất dồi dào các chất dinh dưỡng có liên quan đến bảo vệ thị lực khi bạn lớn tuổi hơn. Thiếu vitamin A là nguyên nhân rất phổ biến dẫn đến mù lòa. Bí đỏ chứa hàm lượng cao beta-carotene cung cấp cho cơ thể của bạn vitamin A. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng người có lượng beta-carotene cao có nguy cơ thấp mắc phải đục thủy tinh thể. Bí đỏ cũng là một trong những nguồn thực phẩm chứa nhiều lutein và zeaxanthin, là hai hợp chất có liên quan đến nguy cơ thoái hóa điểm vàng, liên quan đến tuổi tác và đục thủy tinh thể. Ngoài ra thì bí đỏ còn có chứa một lượng lớn vitamin C và vitamin E rất tốt cho cơ thể và nó có chức năng như chất chống oxy hóa và có thể ngăn chặn các gốc tự do gây tổn hại cho các tế bào mắt của bạn. Bí đỏ còn được biết đến với công dụng là làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Các gốc tự do là phân tử được tạo ra bởi quá trình trao đổi chất của cơ thể. Những chất này có vai trò rất quan trọng trong việc tiêu diệt vi khuẩn có hại. Tuy nhiên, khi các gốc tự do được tạo ra quá mức trong cơ thể của bạn, thì sẽ xảy ra trạng thái gọi là stress oxy hóa, có liên quan đến các bệnh mãn tính, bao gồm như bệnh tim hay ung thư. Bí đỏ có chứa các chất chống oxy hóa như alpha-carotene, beta-carotene và beta-cryptoxanthin. Đây là những chất có thể vô hiệu hóa các gốc tự do, ngăn chặn chúng làm hỏng các tế bào của bạn. Và bí đỏ còn được biết đến với tác dụng là tăng cường sức đề kháng. Bí đỏ chứa các chất dinh dưỡng có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn. Bí đỏ chứa hàm lượng beta-carotene cao, chất này được chuyển hóa trong cơ thể thành vitamin A. Và vitamin A có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn và giúp chống lại nhiễm trùng. Ngược lại, những người bị thiếu vitamin A có thể có hệ thống miễn dịch yếu hơn. Và trong bí đỏ cũng rất giàu vitamin C, nó đã được chứng minh là có khả năng làm tăng sản xuất các tế bào bạch cầu, giúp các tế bào miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn và làm lành vết thương nhanh hơn. Và loại quả này còn rất đặc biệt, đó là nó có công dụng giúp chống bệnh tiểu đường. Bí đỏ có khả năng giúp kiểm soát bệnh tiểu đường rất hiệu quả. Các hợp chất thực vật có trong bí đỏ có thể giúp hấp thụ gluco vào các mô và ruột, cũng như cân bằng mức độ gluco của gan. Bí đỏ có liên quan đến khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Các nhà nghiên cứu cho rằng các hợp chất có trong bí đỏ có thể được chế tạo thành thuốc chống tiểu đường. Và đây là toàn bộ phần bí đỏ mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Tiếp theo thì mình sẽ cần chuẩn bị thêm 30 gram mè trắng. Các bạn cũng có thể sử dụng mè đen nếu như không có mè trắng nhé. Mè khi kết hợp cùng với bí đỏ sẽ giúp cho bạn cải thiện được sức khỏe của tim mạch. Hợp chất này rất giàu lượng kali, vitamin C và hàm lượng chất xơ cao. Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng những người có hàm lượng kali cao thường có huyết áp thấp hơn và giảm nguy cơ đột quỵ. Đây là hai yếu tố dẫn đến nguy cơ của bệnh tim. Hợp chất này cũng có chứa nhiều chất chống oxy hóa cho cholesterol LDL ra khỏi quá trình oxy hóa. Khi cholesterol LDL bị oxy hóa, có thể đóng cục dọc theo thành mạch máu. Điều này có thể hạn chế các mạch máu của bạn và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch. 30 gram mè trắng. Bạn hãy đem rang phần mè này lên nhé. Rang ở lửa nhỏ, vừa phải đến khi nó vàng lên là được. Bạn biết không, mè là một trong các thực phẩm rất tốt cho hệ tiêu hóa. Mè là thực phẩm chứa nhiều chất xơ, lượng chất xơ khuyến nghị hàng ngày là từ 25 đến 30 gram. Chất xơ sẽ làm chậm tốc độ hấp thụ đường vào máu cũng như thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên và tiêu hóa trơn tru hơn. Ngoài ra thì công dụng của mè có thể giúp bạn làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết. Với hàm lượng vitamin và khoáng chất
chất chống oxy hóa cao thì công dụng của mè có thể giúp bạn tăng cường hệ thống miễn dịch, bảo vệ thị lực, làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh, ung thư và tăng cường sức khỏe của trái tim, làn da. Bạn hãy kết hợp thức uống này cùng với chế độ ăn uống của mình để nhận được những lợi ích sức khỏe mà loại thực phẩm này đem lại nhé. Tiếp theo thì mình sẽ cần chuẩn bị thêm táo đỏ. Những tác dụng của táo đỏ hầu hết đến từ thành phần dinh dưỡng bên trong. Nó có chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, đặc biệt đây là một nguồn cung cấp rất phong phú các hợp chất như flavonoid, polysaccharide và acid chytopenic. Bên cạnh đó thì trong táo đỏ còn có chứa nhiều vitamin và khoáng chất ít calo, giàu các loại chất khoáng như phosphor, canxi, magie và một lượng vitamin B phức hợp nhất định. Quả táo đỏ đã được sử dụng như một vị thuốc trong y học cổ truyền. Với công thức này mình sẽ cần sử dụng 5 quả táo đỏ. Bạn hãy đem rửa sạch phần táo đỏ này đi nhé. Táo đỏ được biết đến với tác dụng hỗ trợ điều trị mất ngủ, do trong nó có chứa hợp chất phenolic và flavonoid có tác dụng làm dịu hệ thần kinh. Chính vì vậy mà táo đỏ có tác dụng như một loại thuốc an thần tự nhiên. Chất saponin và flavonoid hay polysaccharide có trong táo đỏ cũng đã được chứng minh có tác dụng an thần. Nhờ đó mà công dụng của táo đỏ giúp cho bạn ngủ ngon hơn. Bây giờ các bạn hãy cắt phần táo đỏ này ra thành những phần nhỏ nhé. Táo đỏ được biết đến là một loại quả rất giàu các chất chống oxy hóa và vitamin C. Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C nên táo đỏ có khả năng chống lại các gốc tự do, ngăn ngừa các loại bệnh mãn tính, tăng cường hệ miễn dịch và chống viêm cho cơ thể. Một nghiên cứu trên động vật cho thấy flavonoid có trong táo đỏ còn giúp giảm căng thẳng và viêm nhiễm ở gan. Táo đỏ còn được biết đến với chức năng hỗ trợ tăng cường trí nhớ. Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy chiết xuất của táo đỏ có thể cải thiện trí nhớ và giúp bạn bảo vệ các tế bào não, thúc đẩy trí nhớ được tốt hơn. Và những tác dụng này của táo đỏ là nhờ vào hợp chất chống oxy hóa và chất chống viêm, chống lại stress oxy hóa gây hại cho não. Đây là toàn bộ phần táo đỏ mình có. Bây giờ mình sẽ cho toàn bộ phần táo đỏ và các nguyên liệu mình đã chuẩn bị vào một cái nồi. Thêm vào đó là 800ml nước. Đặt lên bếp và đun. Các bạn sẽ đun 20 phút tính từ lúc nước sôi, sau đó tắt bếp nhé. Thức uống này có chứa nhiều carotenoid, là những hợp chất có hoạt động như chất chống oxy hóa. Điều này giúp cho việc vô hiệu hóa các gốc tự do, có thể bảo vệ cơ thể của bạn chống lại một số bệnh ung thư. Cho toàn bộ hỗn hợp vào máy xay và xay thật nhuyễn. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng những người có lượng alpha carotene và beta carotene cao sẽ có nguy cơ thấp hơn mắc các bệnh ung thư dạ dày. Tương tự, nhiều nghiên cứu khác cũng đã phát hiện ra rằng những người có hàm lượng carotenoid cao có nguy cơ mắc bệnh viêm họng, tụy, ung thư vú và các bệnh ung thư khác thấp hơn. Mỗi tuần các bạn nên sử dụng từ 2 đến 3 ly thức uống như thế này. Các bạn có thường hay sử dụng bí đỏ hay không? Và bạn thường hay sử dụng bí đỏ theo cách như thế nào? Hãy chia sẻ ở phía dưới phần bình luận cách mà các bạn thường làm để mọi người cùng được biết nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Mến chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và an lành. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy bấm vào nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Bấm vào quả chuông để nhận thông báo về video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.